đem bố thí cho người khác, bảo tụng, đọc tụng, lại dùng văn hay nghĩa đẹp để giải thích, thì ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy, được phước có nhiều không? Trời Đế thích thưa, rất nhiều kính bạch Thế Tôn, rất nhiều kính bạch thiện thệ. Phật dạy, kiểu thi ca, trong các Bồ Tát đã được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có một Bồ Tát nói thế này, con ưa thích mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, để cứu vớt các khổ sanh tử cho hữu tình, có thiện nam tử, thiện nữ vân vân, vì muốn thành tựu việc kia, nên biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác, bảo đọc tụng, lại dùng văn nghĩa hay đẹp để giải thích, thì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được phước càng nhiều hơn trước vô lượng vô số. Trời Đế thích bạch Phật, đúng như vậy. Kính bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Kính bạch thiện thệ, đại Bồ Tát như thế càng gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đúng như vậy, đúng như vậy. Nên đem bát nhã ba la mật đa ân cần gian bảo chỉ dạy, nên đem các thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men, thượng rượu và các thứ đồ dùng khác cung kính cúng dường, làm cho không bị thiếu thốn. Thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào có thể dùng pháp thí, tài thí như thế để giúp đỡ cúng dường đại Bồ Tát kia, thì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy đạt được phước vô lượng. Vì sao? Vì đại Bồ Tát kia chính nhờ pháp thí, tài thí, cúng dường bảo vệ như thế mà mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Khi ấy thiện hiện khen trời Đế thích: lành thay, ông có thể bảo vệ, khuyến khích, hỗ trợ tốt các đại Bồ Tát, làm cho mau chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Kiều thi ca, ông đã làm việc đáng nên làm của thánh đệ tử Đức Phật. Vì sao? Kiều thi ca, vì tất cả các thánh đệ tử của Như Lai muốn làm lợi ích cho các hữu tình theo pháp thì cần phải giúp đỡ, khuyến khích, hỗ trợ các đại Bồ Tát, làm cho mau chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả thắng sự của Như Lai và Thanh Văn Độc Giác ở thế gian đều do chúng đại Bồ Tát mà được hiện bày. Vì sao? Kiểu thi ca, vì nếu không có đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì không có đại Bồ Tát có thể tu học sáu pháp ba la mật đa, nếu không có đại Bồ Tát tu học sáu pháp ba la mật đa thì không có đại Bồ Tát có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu không có đại Bồ Tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì không có sự thắng của Như Lai và Thanh Văn Độc Giác ở thế gian. Thế nên các thánh đệ tử của Như Lai vì muốn làm lợi ích an vui cho các hữu tình theo pháp thì phải giúp đỡ, khuyến khích, hỗ trợ các chúng Bồ Tát, làm cho tu học sáu pháp ba la mật đa để có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình cùng tận đời vị lai.